Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh sáng tạo nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, an lành, gặp thật nhiều may mắn, thật nhiều điều tốt lành các bạn nhé. Thì trên tay mình là một cái bộ điều khiển đây, cũng trông y như cái hôm qua luôn các bạn. Nhưng cái này nó là 220V các bạn nhé. Đó, trên nhà đây, nhà sản xuất nó cũng có ghi đây. Đó. Này là output này. Này là gì? Cái này khổ, mình không biết tiếng Anh các bạn. Ủa đấy. Nói chung là gì đây? DC từ 85V đến 265V à? Ô. Mình tưởng là 220V cơ mà nhỉ. À đây, trên này nó có ghi đây, chắc là cái tờ này nó hơi sai các bạn. Thôi, mình không quan trọng. Bởi vì mình cũng xem cái video hướng dẫn ở trên cái shop đó rồi. Thì cái shop đó nó cũng hướng dẫn câu sơ sơ. Nói chung là không được rõ và chi tiết cho lắm. Nói chung tương lai sẽ ứng dụng cái này rất là nhiều đây. Mình nghĩ là vậy. Đó, đây cái kèm này mình bỏ ra. Thì tương lai chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng những cái đồ như thế này rất là nhiều. Bởi vì nó rất là tiện lợi. Các bạn chỉ cần... ví dụ sử dụng máy bơm ấy, các bạn chỉ cần đút vào tư quần, ấn một cái là nó chạy. Trong cái điều khiển này nó cũng rất là nhỏ gọn luôn các bạn. Đó. Còn độ bền thì đây nó cũng có cái nút này này. Độ bền thì chúng ta phải trải nghiệm thì nó mới biết được các bạn nhé. Trên đây nó có L và N. Đây là input AC, đây, output AC đây. Đó, đường ra đường vào đây các bạn ạ. Cái này trông nó khá là đơn giản, đấu khá là dễ dàng luôn các bạn nhỉ. À bây giờ mình sẽ tiến hành bung ra bên trong xem nó có những cái gì bên trong các bạn nhé. Mình thì mình chưa xem đâu. Nếu mà mình mua về mình vứt đấy, mình sử dụng mỗi cái 12V như hôm qua đấy. Để mình làm cái video thôi. 220V là mình chưa sử dụng đến các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái góc này. Đó, giờ lấy tô vít xoáy ra xem bên trong nó có những cái thiết kế, những cái gì. Cái này ấy, mình nghĩ là các bạn nên sử dụng đối với máy bơm khoảng 0,75 nhé. Đó, đổ lại thôi. Còn nếu mà sử dụng thiết bị cao hơn thì các bạn nên sử dụng một cái khởi động từ. Có nghĩa là các bạn mua lên cái này để các bạn khởi động cái động từ kia lên. Thì để cho cái bộ kia nó đóng nhả. Còn cái này thì của chúng ta thì chỉ có là tác dụng điều khiển đóng mở của cái khởi thôi. Đó, thì nó sẽ bền hơn. Vì cái bộ dơ le này là dòng và nó sẽ không sử dụng được những cái dòng motor khoảng độ vài ký. Cho nên là vài ký chúng ta nên sử dụng những cái bộ khởi động từ các bạn nhé. Đó, thì nó sẽ chuyên nghiệp và nó sẽ bền hơn và nó sẽ không bị ảnh hưởng cái mô ve dơ le này nhiều. Đây là cái thông số của cái dơ le này các bạn ạ. Lúc nãy mình không biết nói đến đoạn nào, kiểu vừa nãy mình lại có khách ấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối dơ le nhé. Cái hộp này thì mình lắp sau đi. Đó, của nó sẽ như này. Đây là AC input thì đầu vào đây, 1, 2, 3 là đầu vào, 3, 4 là đầu ra các bạn nhé. Các bạn muốn mua cái bộ này thì các bạn vào trong Shopee, các bạn gõ bộ điều khiển từ xa 220V các bạn nhé, là nó sẽ xuất hiện ngay ra trang chủ ngay đầu tiên luôn các bạn ạ. Bộ này thì nó có rất là nhiều mẫu mã chứ. Các bạn, thì hiện tại là máy hàng thiết mình đang có rất là nhiều rồi, hẳn một dãy luôn các bạn nhé. Đây các bạn, đây chính là sản phẩm bên mình làm ra thị trường. Thì mẫu này là 330W các bạn nhé. Giờ máy mình vừa thiết kế cái tem này cho có logo của kênh sáng tạo đây luôn các bạn nhé. Đó, shop mình gửi hàng là shop hoạt điện cơ các bạn nhé. Đó, thì máy gia công rất là đẹp, vuông vắn các bạn nhé. Đó, đây các bạn ạ, đây là mẫu 330W, giá 350 các bạn nhé. Đây là mẫu 400W đấy các bạn, nó to hơn, nó nặng hơn các bạn. Máy rất là đẹp. Đây bạn, đó, bạn nhìn thấy là thẩm mỹ của mình làm rất là ok đúng không? Thì trước khi mình gửi ấy, mình sẽ gạch cái mẫu 300W này đi, để lại 400W các bạn nhé. Đó, bên kia là máy sạc các thứ, các bạn lấy thì vui lòng liên hệ qua số Zalo các bạn nhé. Trên thị trường, các bạn có thể tham khảo, thì mình sử dụng cái bộ này các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn đây, mình có cái phích cắm đây các bạn nhé. Đó, mình chỉnh lại góc quay này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình vặn vào cái chỗ này. Đó.
Rồi, cái nguồn này nguồn cấp nhá, nguồn ra đây. Các bạn rảnh tay hãy cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh các bạn nhé. Mình có nhiều cái động lực làm video clip review hơn, hoặc là hướng dẫn anh em độ chế các thứ. Đó. Thì dạo gần đây mình sẽ cố gắng mình làm nhiều clip lên kênh các bạn nhé. Đó, chứ mình cũng lười làm video cho kênh Việt quá rồi. Kênh nước ngoài thì mình đăng đều đều, đăng đúng lịch luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm thử nhé. Cũng hơi run đấy. Không thấy sáng gì nhỉ. À đấy. Đấy, cắm vào là nó có bóng báo luôn đây này các bạn này. Không biết các bạn nhìn thấy không? À cái 220V này cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Đó. Ấn nhả trong vòng tích tắc luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm một cái thứ gì đó nhá, hoặc là một cái bóng đèn đây. Đây đây mình sẽ có một chùm cái bóng đèn các bạn. Chờ mình lát mình đang lấy ở chỗ cái kệ này. Đây. Tiến hành cắm điện. Đó. Rồi. Đây các bạn nhá. Đó. Khá là hiệu quả, nhạy lắm các bạn. 220V này nhạy cực kỳ. Đó, rất là ok không? Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái thí nghiệm hơi sẽ đi xa xa một chút nhá. Thì mình sẽ rút cái camera ra. Đó, đây. Đây bạn. Đó, vẫn nhạy à. Nhạy lắm. Giờ mình sẽ đi ra xa hơn. Nó vẫn nhận này. Đó. Vẫn nhận các bạn nhá. Xa hơn chút nữa đi. Vẫn ok các bạn. Nói chung là con này nhận khá là xa. Đó, con này thì mình không biết là cái xa của nó bao nhiêu mét, nhưng mà thấy khá là xa rồi các bạn. Đó. Như vậy là rất là ok các bạn. Đó. Nhạy, nhạy cái loại hơn là cái loại 12V các bạn nhé. 12V mình ấn nhiều lúc nó còn cảm giác là nó không nhạy cơ. Nhưng mà cái 220V này thì lại nhạy cực kỳ. Nó đóng mở rất là ok các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiếm một con motor đi. Lấy một con motor nhé. Lấy một con động cơ 220V. Đây. Con máy bơm này đây. Đó, 150W các bạn ạ, công suất hút sâu là 9m các bạn nhé. Đẩy là 33m. Đó, bơm đây. Rồi, tiến hành cắm điện thử xem nào. Xem có cái chạy được cái máy bơm này không bạn nhé. Chạy rất là khỏe luôn các bạn. Đó. Rất là ok. Thì cái 220V này cực kỳ là dễ đấu nối các bạn nhé. À, điều khiển này nhỏ nhưng mà rất là nhạy này. À, mình cảm giác nó độ nhạy của nó cực kỳ là bén luôn các bạn. Đó. Rồi, ok. Kênh sáng tạo chúc các bạn thành công. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Gặp nhiều may mắn tài lộc các bạn nhé. Thì khoảng 11 giờ trưa nay mình sẽ up cái video này lên các bạn nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.